Xin chào mừng tất cả các anh chị em đến với chương trình livestream phát sóng vào 20:30 tối thứ sáu hàng tuần của Nguyễn Mạnh Cường. Series phát triển mẫu được chúng ta đã phát triển trên trang câu lạc bộ học may vá online miễn phí, và đây là cái bài hướng dẫn của buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thấy được sản phẩm của buổi tối ngày hôm nay vô cùng là thời trang và thể hiện được những cái chất kỹ thuật sẽ được hướng dẫn các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ, trước khi chúng ta vào chia sẻ cái bài hướng dẫn này, thì chúng ta sẽ cùng nhau comment chữ xin chào nếu như các anh chị đã nghe rõ âm thanh từ phía của tôi. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một sản phẩm hết sức là thời trang, với một cái sản phẩm được có điểm nhấn là vị trí eo và được nằm lệch sang rất là điệu đà và nữ tính, thể hiện được kỹ thuật để chúng ta dịch chuyển làm sao nó liền được và giữ được cái phần khu vực tạo ra cái hiệu ứng điểm nhấn. Sau đó là cái phần liền chạy xuống bên dưới tạo ra một cái điểm nhấn hết sức là điệu đà trong buổi tối ngày hôm nay. Với chất liệu của chúng ta ngày hôm nay thì cũng hết sức là dễ chịu và mặc được những cái vào những cái ngày hè rất là nóng bức như thế này. Khi mà tôi chọn một cái sản phẩm thì tôi thiên hướng của tôi tập trung vào cái mảng đó là ứng dụng của sản phẩm. Về cá nhân tôi thì tôi thấy là cái sản phẩm này ứng dụng khá là tốt. Chúng ta may cho khách hàng, chúng ta may cho bản thân chúng ta thì cũng đều rất là ok. Ngoài ra thì chúng ta cũng từ những cái kỹ thuật này chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái kỹ thuật này để luôn chuyển cái kiểu này sang những cái kiểu dáng khác đặc biệt hơn. Ví dụ như là chúng ta tạo ra cái phần thừa của cái tà này thì chúng ta có thể làm ngắn hoặc làm dài, hoặc là chúng ta có thể xoắn theo những cái hình mà chúng ta mong muốn, có thể là chúng ta cuốn lên để chúng ta tạo ra cái hiệu ứng bông hoa ở tại vị trí này. Thì đây là những cái kỹ thuật mà tôi đánh giá nó rất là hay, và chất liệu cũng như là cái kiểu dáng nó cũng khá là phù hợp với cái thời tiết nóng nực mùa hè như thế này. Ok, rất là tuyệt vời. Trong cái lúc mà đợi mọi người chia sẻ cho tôi nên 100 mắt xem trực tuyến, thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách vào YouTube để mọi người có thể đăng ký kênh và mọi người sẽ xem những cái bài giảng mà tôi sau khi mà tôi quay livestream cũng như là những cái bài video tôi phát thì tôi sẽ up lên YouTube như thế nào. Và mọi người sẽ vào cái app của YouTube. Chúng ta sẽ đánh vào cái mục tìm kiếm đấy ạ. Đó. Mọi người gõ chữ Việt Mốt dạy cắt may. Việt Mốt dạy cắt may, hoặc là mọi người có thể ghi là Cường dạy cắt may. Sau đó thì nó sẽ ra cái kênh của tôi. Đây là cái kênh của tôi. Ở đây nó có một cái nút đăng ký. Mọi người sẽ kích vào phần đăng ký. Tại sao mọi người lại phải đăng ký ạ? Bởi vì ở đây của tôi có hơn 14.000 người đăng ký cơ. Bởi vì khi mà mọi người đăng ký cái kênh này thì cái kênh này sẽ thông báo với cho mọi người khi mà tôi ra video. Mọi người sẽ thấy ở trên này thì có quá nhiều video luôn. Đó, và mọi người sẽ xem và trực tiếp vào cái phần video. Tôi có thể cho mọi người xem cái phần video của tôi. Ở đây thì đa số là video dạy về những cái kiểu dáng hết sức là thời trang và hết sức là chi tiết. Ở đây thì tôi đã tạo ra được hàng trăm cái video. Đó, với đủ các góc máy từ xưa đến bây giờ. Đó. Và khi để mà nhận được tất cả cái thông tin thì mọi người sẽ kích vào đây, sau đó thì kích vào cái hình quả chuông, sau đó thì kích chọn tất cả. Tôi lấy ví dụ nhé, ở đây là cái kênh của tôi thì không làm được. Tôi có thể là ví dụ một cái kênh khác đi. Đó. Ví dụ như là tôi vào cái kênh này tôi đăng ký đây chẳng hạn, thì đây nó có cái hình quả chuông này thì tôi sẽ chọn tất cả. Đây, kích vào đăng ký nhá, sau đó thì kích vào cái hình quả chuông này và chọn tất cả. Như vậy có nghĩa là các anh chị sẽ áp dụng trên kênh của tôi, nó sẽ là như vậy. Đó, anh chị đăng ký sau đó bấm bắt quả chuông và chọn tất cả, thì tất cả những cái bộ video này sẽ thuộc về các anh chị. Ok ạ. Các anh chị đã thấy ok chưa? Nếu mà ok thì hãy comment chữ ok. Mọi người hãy vào YouTube nhá. Mọi người hãy vào YouTube, sau đó thì
đánh chữ Việt Mốt dạy cắt may. Đó. Nó sẽ ra cái kênh của tôi và chọn đăng ký, chọn quả chuông và chọn tất cả. Thì tất cả những cái video này sẽ thuộc về anh chị. Đó. Nếu mà mọi người đã hiểu và ok rồi thì mọi người hãy cho comment chữ ok nhé. Đó. Đây thì tôi đã soạn ra rất là nhiều những cái bài ra. Đó. Và những cái góc máy nó tương đối là dễ nhìn để cho các anh chị có thể xem được trực tuyến. Tôi làm điều này và rất là tích cực ra video trong những cái buổi ngày hôm nay, thì chủ yếu để phục vụ cho anh chị đang trong cái đợt dịch này. Tôi nghĩ các anh chị sẽ có nhiều thời gian để chúng ta cùng nhau bắt tay xây dựng một cái cộng đồng yêu may vá. Và bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chúng ta thực hiện cái mẫu của buổi tối ngày hôm nay chưa? Nếu mà các anh chị đã sẵn sàng rồi hãy comment chữ S vào màn hình ạ. Xin chào mừng tất cả các chị em đến với chương trình Tư Duy Phát Triển Mẫu được phát sóng vào 20:30 tối thứ sáu hàng tuần. Những anh chị nào mà xem ở trên kênh YouTube thì mọi người có thể truy cập vào cái group của lớp câu lạc bộ học may vá online miễn phí. Các anh chị tìm ở trên Facebook để chúng ta xin tham gia nhóm và trả bài. Và khi các anh chị chọn làm xong cái bài này, sau đó thì chúng ta sẽ up lên câu lạc bộ để tôi có thể nhận xét cho mọi người nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần thứ nhất, đó là phần phân tích mẫu. Tại sao chúng ta lại phải phân tích mẫu? Bởi vì lý do thứ nhất là khi mà chúng ta phân tích mẫu ấy, thì nó giống như một trận bóng đá. Thì chúng ta phải biết về cái đối thủ của chúng ta, chơi với cái đội hình như thế nào, có những cái con người như thế nào, và cái hàng hậu vệ, hàng tiền vệ và hàng tuyển đạo của đối thủ của chúng ta, xem cái điểm nào để điểm yếu, điểm nào điểm mạnh. Từ đó thì chúng ta có những cái dữ liệu để chúng ta phân tích đối thủ, sau đó thì chúng ta sắp xếp cái nhân sự ở bên chúng ta để chúng ta đối đầu với cái cuộc chơi đấy. Thế thì cái học may của chúng ta thì nó cũng sẽ là như vậy. Nếu như bây giờ chúng ta chỉ nhìn qua thôi thì chắc chắn rằng mọi người sẽ nghĩ rằng cái sản phẩm này sẽ đơn giản chỉ là cái chuyển chiết vào đây, sau đó thì chúng ta ráp vào sườn. Thì như vậy là hoàn toàn đấy là một cái sự nhận định sai và thiếu cái tính nghiên cứu. Phân tích mẫu sẽ giúp cho chúng ta nhận diện về mặt kỹ thuật đúng hơn, nhận diện về mặt form dáng đúng hơn, nhận diện về mặt chất liệu đúng hơn. Bởi vì một cái sản phẩm thì nó phải tổng hòa rất là nhiều những cái cần thiết để tạo ra một cái sản phẩm đẹp, chứ không phải là một yếu tố để tạo ra một cái sản phẩm đẹp. Nó bao gồm là dáng người, người mặc này, chất liệu này, form này, và cuối cùng với đến cái phần kỹ thuật để tạo nên nó, thưa các anh chị. Như vậy là tất cả những cái phân tích nó sẽ giúp cho chúng ta đưa ra một cái hành động chính xác. Nó giống như khi chúng ta định tham gia vào một cái công cuộc kinh doanh gì đó, đó thì chúng ta phải nghiên cứu khách hàng trước, chúng ta phải nghiên cứu về nhu cầu của thị trường nó có đủ lớn hay không, sau đó thì chúng ta phải bắt tay vào chúng ta với chuẩn bị những cái kiến thức để chúng ta thực hiện cái công việc kinh doanh đó. Thế thì cái kỹ thuật của chúng ta cũng như vậy, chúng ta phải biết về kiểu dáng, chúng ta phải biết về form dáng và chúng ta phải biết về những cái kỹ thuật. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi tên những cái kỹ thuật đấy ra, sau đó thì chúng ta sẽ giải quyết mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái việc phân tích kỹ hơn của cái sản phẩm này nhá. Đầu tiên tôi sẽ chụp cái phần ảnh của cái bài mà tôi đăng lên câu lạc bộ học may vá online miễn phí ở trên group anh chị nhá. Sau đó thì tôi sẽ lấy cái bút này này, nó led to hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Thứ nhất về form dáng của sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy được là cái sản phẩm này, tôi tạm bỏ qua cái phần điểm nhấn, tôi sẽ nhìn tổng thể về form dáng. Form dáng này thì chúng ta sẽ thấy được là sản phẩm này nó sẽ là ôm ở trên và xòe ở dưới. Chúng ta sẽ phải thống nhất với nhau như vậy đã. Có nghĩa là form dáng tức là cái tổng vòng của bên ngoài, tức là nó hình thành nên một cái form của cái váy. Có thể là cái form xòe, có thể là form ôm, có thể là form trống. Thì cái tức là form hình trống ấy. Đó. Thì đấy là cái về cái form. Đó, mỗi một mùa đấy, mỗi một nhà thiết kế, mỗi một thương hiệu nó sẽ đưa ra một cái form cho những cái dòng đối tượng khác nhau thì được gọi là form. Chúng ta sẽ tạm thời quên đi cái phần này, được không nhỉ? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định được cái form rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phần tôi gọi cái phần này, cái phần màu đỏ tôi vẽ được gọi là đường ngoại vi. Sau đó thì chúng ta mới đi vào cái phần thứ hai, đó là phần nội vi. Phần nội vi của chúng ta thì chúng ta sẽ là
thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp này, tôi sẽ chọn một cái màu xanh. Như vậy là chúng ta để tạo ra được cái form này thì bố cục của chúng ta sẽ chia làm hai phần. Tức là phần trên và phần dưới, thì như chúng ta đã nhìn quan sát vào trên màn hình thì chúng ta sẽ thấy được là để tạo ra cái phần xòe này thì nó có cái điểm cắt ở đây. Và đây rõ ràng là cái hình ảnh nó cho thấy là đây là một cái phần chân váy đúng không nhỉ? Và ở trên là một cái phần áo rời đúng không nhỉ? Đó, thì như vậy là trong cái bài giảng ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị để tạo ra cái phần trên. Đó, cái phần chân váy này thì rất là dễ rồi. Đúng không nhỉ? Chúng ta có thể là đánh tức là từ cái form gốc chúng ta cắt ra, sau đó thì từ cái chân ôm chúng ta đánh dáng hơi phồng, tức là hơi phồng mông và A xuống, tức là A vừa xuống, sau đó thì chúng ta mở như cái ly này. À, sau đó thì chúng ta cộng cái độ rộng phù hợp thì chúng ta đã tạo ra được những cái chân váy như thế này rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đó là cái phần có nghĩa là cái phần vạt, tức là cái phần chúng ta sẽ có thể gọi nó là cái cạp. Cái phần cái cạp này thì nó mặc ở tại vị trí eo, thì chúng ta chú ý cái độ cong của cái vị trí eo đó nhỉ. Khi mà chúng ta nghiên cứu về khối thì chúng ta sẽ thấy được là trong anatomy thì Nguyễn Mạnh Cường có chia sẻ trong cái khóa học nghệ thuật cắt may váy đầm chiều sâu, đó là cái khối này lúc nào nó là có cái sự thăng bằng đúng không nhỉ. Cái sản phẩm này thì rất là phù hợp với những cái người không có mông, và bởi vì cái chất liệu của cái chân váy này nó cứng đó, nó tạo ra cái độ phồng, còn tức là có cái độ cứng nhất định chứ không phải là quá cứng đúng không nhỉ. Còn đối với cái phần trên này thì chúng ta sẽ thấy được là cái phần trên này thì chúng ta có thể sử dụng những cái dòng chất liệu lụa các anh chị nhá. Chúng ta có thể sử dụng những chất liệu mềm lụa. Đấy, cụ thể ở đây là chúng ta có thể lụa hoặc là chúng ta có thể sử dụng những chất liệu giả lụa. Thì đấy là những cái chất liệu mà tôi gợi ý thôi chứ không nhất thiết các anh chị phải sử dụng những cái chất liệu như tôi đưa ra đúng nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khi mà tôi đã phân tích về cái đường ngoại vi, chúng ta đã hiểu bài chưa? Nếu mà hiểu bài thì anh chị hãy comment chữ H vào màn hình để tôi đi vào phân tích cái nội vi ở bên trong. Ok, cảm ơn anh chị đã comment rất là nhiệt tình. Trong cái phần bài giảng của tôi thì tôi rất là thích cái sự tương tác qua lại, bởi vì đây mỗi khi mà tôi lên sóng ấy thì tôi không coi nó là một cái công việc đâu, mà coi nó là một cái sự đam mê. Để mà chuẩn bị cho cái buổi livestream này á, thì về kiến thức thì tôi không có gì phải chuẩn bị cả, nhưng mà tuy nhiên là rất là thao thức đó, rất là thao thức để xem là đến giờ chưa, và để có thể nên trò chuyện và giao lưu với tất cả mọi người, nên là kết hợp vừa giao lưu mà vừa hướng dẫn mọi người, những cái người yêu quý, những người yêu thích và những người theo dõi tôi, nên là rất là mong để mà cái bài giảng chất lượng cao hơn thì chúng ta hãy chia sẻ cho tôi một cái video này có thể đến với nhiều người hơn, và trong một buổi tối tôi có thể giúp đỡ được nhiều người, bởi vì nhiều người cần đến những cái kiến thức như vậy. Và cái thứ hai nữa là mọi người hãy chịu khó tương tác với sự kêu gọi của tôi nhé, để cho cái buổi giảng của tôi nó hợp lý hơn và nó nhiệt huyết hơn, năng lượng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết của sản phẩm này. Trong tất cả những cái sản phẩm ấy, đúng không nhỉ, thì tôi luôn là hướng cho những cái người học hoặc là những cái người học viên của tôi á, thì không chỉ một góc ảnh đâu, mà tôi phải là nhiều góc ảnh để chúng ta có thể phân tích được cái sản phẩm này nó có những cái mặt gì. Bởi vì nhiều cái góc ảnh khác nhau để cho chúng ta cái sự nhận diện hoàn toàn chính xác. Bởi vì đây chúng ta đơn thuần chỉ là làm qua hình ảnh thôi, và bản thân chúng ta không phải là nhà thiết kế, nên là càng nhiều góc ảnh càng tốt, trừ khi không có thôi anh chị nhá. Và ảnh rõ ràng, càng rõ ràng càng tốt. Và thậm chí tôi còn khuyến khích cho những người làm cái nghề này mà chúng ta có thể phát ra được cái bản gọi là bản vẽ kỹ thuật đó. Chúng ta sẽ thấy được là cái sản phẩm này của chúng ta, chúng ta sẽ thấy được là cái sản phẩm này của chúng ta là đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái phần tay chúng ta sẽ thấy là cái vai chồm, và cái độ chồm của nó là khoảng 15 phân, tôi đánh giá nó sẽ là như vậy
15 phân. Đấy, cái dữ liệu thứ nhất. À, chúng ta phải ghi trước khi mà chúng ta làm ấy, thì chúng ta phải ghi những cái dữ liệu nó ra các anh chị nhá. Thì tôi đánh giá nó sẽ là 15 phân. Mà để làm được như này thì tôi sẽ nhìn thấy cái vị trí này ạ. Nó có hơi réo một chút, nhưng mà tuy nhiên là cái góc ảnh của chúng ta đó là cái ảnh đang chuyển động người, đúng không? Và góc ảnh này cho chúng ta nhìn là đấy là cái góc ảnh là khoảng 3/4, tức là đó. Và cái cô gái này bắt đầu đang chuyển động tay. Đó. Như vậy là tôi đánh giá cái khu vực này nó vẫn là cái khu vực phẳng, bởi vì sử dụng cái chất liệu ở đây là cái chất liệu nó khá là mềm, nên là tôi đánh giá đường chỗ này nó phải là có đường cong, tức là đường cong, đường cong, tức là đường cong của cắt cúp. Mọi người có hiểu ý không nhỉ? Khi mà chúng ta nhận định đúng thì chúng ta đưa ra một cái hành động đúng, đúng không nhỉ? Còn nếu như giả sử có cái độ trùng nhiều và rúm như này này thì cái sản phẩm này lúc đấy thì nó chỉ là cái đường thẳng qua cái xuôi vai xuống thôi. Nhưng mà ở đây thì nó chỉ có hai cái réo rất là nhẹ, đúng không nhỉ? Và cơ thể này đang chuyển động và tạo ra hai cái réo này rất là nhẹ, nên suy ra để mà ôm được vào cái phần cửa tay như thế này thì chắc chắn là ở đây nó phải có một cái đường bổ cong. Đó, bổ cong để ăn với thân sau. Đó, chúng ta không phải nhà thiết kế, nhưng bằng con mắt kỹ thuật nghề chúng ta phải nhìn được ra điều đấy. Khi chúng ta chưa nhìn được ra điều đấy, tức chúng ta đang bị yếu hoặc thiếu cái kỹ thuật nào đó. Đó. Tiếp theo, cổ của chúng ta là ôm sát vào cơ thể đây, nhưng cổ của cái bản thiết kế này thì lại được mở rộng ra. Tôi đi vào đến cái phần cổ nhé. Cổ được mở rộng ra thưa anh chị. Cổ được mở rộng ra. Đó, thì suy ra là phần cổ được mở rộng ra, đúng không nhỉ? Đó. Và tiếp theo là cái phần cửa tay này. Đó, chúng ta có thể nhìn những cái góc ảnh khác nhau. Cửa tay này hoàn toàn không cong, như vậy là nó có hơi có độ cong ra thôi, đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ nhìn vào cái lượng cử động. Lượng cử động. Lượng cử động có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái sản phẩm này so với cái cơ thể này thì rộng chật ra sao để chúng ta có thể điều chỉnh. Tất cả những cái thông tin mà chúng ta đang phân tích với nhau ấy, nó sẽ giúp cho cái kết quả của chúng ta nó hoàn hảo hơn, nó sát với mẫu hơn, thưa các anh chị, đúng không nhỉ? Đó. Và ở đây nhìn chung lại thì cái sản phẩm này vẫn là một cái sản phẩm body, đúng không nhỉ? Nhưng có cái độ thoải mái bởi cái lượng tự động nó được tăng lên, đúng nhá. Nếu mà là học viên của tôi thì tôi sẽ phân tích cho là cái sản phẩm này nó được rộng hơn cái sản phẩm phòng gốc. Đó, đúng nhá. Và chúng ta sẽ đi vào cái điểm nhấn. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đi vào điểm nhấn. Ở điểm nhấn của sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ phải vẽ được cái hình nữa ta. Tôi sẽ lấy bút bé hơn và màu đỏ. Chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái ly. Thế là chúng ta sẽ vẽ được một cái hình ở đây. Đó. Để làm sao ạ? Nó giống như là cái đây. Cái phần này nó sẽ đó, chúng ta sẽ thấy được nó có một cái độ gấp ở đây, đúng không các anh chị? Nó có một cái độ gấp ở đây. Thì có nghĩa là đây là một cái sản phẩm nó cuộn và đây là nó giống như một cái góc, đúng không nhỉ? Đó, và đây là một cái sản phẩm nó có ly ở đây này. Và cái này nó sẽ ôm lấy cái phần này, đúng không nhỉ? Tiếp theo này, chúng ta nhìn tiếp này. Đấy, đây là một cái chi tiết này. Đó, đây là một cái ly này. Rồi chúng ta tiếp tục này. Đây là cái phần nó vét vào này. Và để chúng ta sẽ thấy đây nó đồng dạng về chất liệu và đồng dạng về màu. Và nhận biết xem là cái việc là nó liền hay là nó rời thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái nếp gấp của vải nó có đồng nhất hay không, đúng không nhỉ? Đó, chúng ta sẽ thấy này, chạy xuống này, chạy xuống này, chạy xuống này. Điều đó suy ra thì đây là một cái sản phẩm nó liền từ trên xuống dưới, đúng không nhỉ? Và được ôm bằng một cái miếng. Ở đây tôi chưa kết luận là miếng nó do là thân sau hay là do là thân trước, đúng không thưa anh chị? Đúng nhỉ? Đó, sau đó thì nó được chui ra và tỏa ra những cái ly như vậy. Đó. Và tôi kết luận là cái phần trên và cái phần dây này này nó hoàn toàn liền với nhau, bởi vì tôi nhìn căn cứ vào tính kỹ thuật
do cái kinh nghiệm kỹ thuật của tôi, và cái thứ hai là căn cứ vào những cái lớp này nó liền mạch từ trên xuống dưới đó, đúng nhờ. Và với cái kiểu này và tạo ra cái phần thừa này thì anh chị nhá, các anh chị có thể gập ngược nó lên và tạo cái hình hoa đấy, để tạo ra một cái bông hoa ở đây, nó khác cái kiểu này đi cũng được, nó cũng rất là điệu đà, bởi vì bố cục của chúng ta đang là cái xòe ở dưới rồi, và chúng ta lấy cái phần thừa này sau đó thì cuốn thành cái hình bông hoa ở đây. Bởi vì tôi biết rằng rất là nhiều người khéo tay, và tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị là làm cái phần tà này nó thiên như thế nào nhá, để chúng ta có thể cuốn được hoa ở đây và tạo ra một cái bông hoa ở đây, thì cái váy này nó sẽ có giá trị rất là nhiều hơn là để thả nó nhìn nó hơi lẳng lơ một chút, đúng không các anh chị? Rồi bây giờ chúng ta đã hiểu về cái phần phân tích mẫu của tôi rồi, thì mọi người đã, nếu mà đã hiểu rồi thì hãy comment số 1 vào màn hình để tôi có thể đi sang cái bước thứ hai, đó là phần thiết kế mẫu. Chúng ta đã hiểu về cái tất cả những cái thông tin mà tôi đã đưa ra trên cái mẫu này chưa ạ? Nếu mà đã hiểu rồi thì hãy comment số 1 vào màn hình, đúng không nhỉ? Và chúng ta đừng quên về cái cú pháp của trong cái chương trình livestream của tôi, là những anh chị nào mà comment số 7 thì có nghĩa là sẽ là quan tâm đến cái khóa học online chuyên sâu của tôi. Vâng, cái khóa học chuyên sâu, những anh chị nào mà quan tâm đến khóa học chuyên sâu của tôi thì comment số 7. Những anh chị nào hiểu bài rồi thì comment số 1 được không anh chị? Chúng ta sẽ comment phần 2 thiết kế mẫu. Phần mẫu của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được là cái sản phẩm của chúng ta. Cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy ở trên màn hình, chúng ta sẽ thấy là đây là một cái sản phẩm có bố cục, tức là có bố cục là không, tức là không đối xứng. Như vậy là bố cục của chúng ta được trang trí lệch sang bên phần tay trái của chúng ta. Như vậy là cái sản phẩm của chúng ta sẽ tức là nhân đôi cái sản phẩm này đi. Như vậy là tôi sẽ phải sử dụng cái phần dập gốc để chúng ta sẽ nhân đôi cái sản phẩm này lên. Đầu tiên là bước 1 này, chúng ta sẽ cùng nhau ghi chép bài để cho chúng ta có thể nhớ được. Bước 1 là chúng ta sẽ sử dụng phần dập gốc của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ lên một cái phần giấy của chúng ta. Chúng ta vẽ lên giấy nhé, chứ cái sản phẩm này không thể vẽ trực tiếp trên vải được, bởi vì đây là một những cái sản phẩm kiểu các anh chị. Sản phẩm về thiên về kiểu thì chúng ta sẽ không làm trực tiếp ở trên vải được. Đó, chỉ có những cái sản phẩm mang tính chất là những cái đồ truyền thống, cắt theo những cái công thức đơn giản ngày xưa thì chúng ta có thể cắt trực tiếp ở trên vải được, như là những cái quần Âu, áo sơ mi, những cái đồ nó không có thiên hướng về kiểu thì chúng ta có thể cắt được. Còn những cái sản phẩm mà tạo hình, tạo dáng mà phức tạp thì chúng ta sẽ phải làm trên giấy các anh chị nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ mở đôi cái này sang bên này. Đối với cái sản phẩm này này, đúng không nhỉ? Thì có một cái lượng cử động nó nhiều hơn, đúng không nhỉ? Nó nhiều hơn cái phong gốc của tôi, thì các anh chị có thể là lấy xa cái này ra một chút. Đó, để xa ra khoảng 7 ly. Thì cái điều đấy nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ phải chỉnh cái khác. Cái việc mà chúng ta sẽ cách xa ra thì nó là cái việc mà chúng ta sẽ tạo ra cái lượng cử động nó tăng được tăng lên anh chị nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ nối điểm lại. Chúng ta có thể
Nếu mà chúng ta lấy cái lượng cử động quá nhiều thì chúng ta sẽ phải dịch hai cái chiết, tức là chúng ta sẽ phải sử dụng cái phương pháp đó là dịch chuyển chiết để chúng ta có thể dịch tâm chiết vào bên trong một chút. Ví dụ chúng ta lấy ra là ví dụ như là một phân thì chúng ta có thể dịch chuyển mỗi bên là 5 ly, tức là dịch chuyển cái tâm chiết của cái dọc, tức là cái chiết dọc vào. Như vậy là trong cái khóa học nghệ thuật cắt may váy đầm trên sâu của tôi á, thì tôi đã hướng dẫn các anh chị cái phần đó là dịch chuyển chiết, thì chúng ta có thể áp dụng ở cái bài này để chúng ta link cái phần lượng cử động các anh chị nhé. Có nghĩa là khi mà trong cái quá trình chúng ta áp dụng mẫu thì chúng ta sẽ phải gặp phải rất là nhiều những cái sản phẩm mà chúng ta tức là cần thêm những cái lượng cử động hơn bình thường, thì chúng ta có thể áp dụng nhanh thì bằng cách là chúng ta có thể dịch chuyển ở giữa nếu mà không ảnh hưởng về phần tay chẳng hạn như thế. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng phải biết cái cách mà chúng ta áp dụng cái kiến thức đó là dịch chuyển chiết. Dịch chuyển chiết ở đây thì chúng ta được hiểu là dịch chuyển chiết ngang và dịch chuyển chiết dọc đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần thân trước. Mọi người đã đến cái phần này mọi người đã hiểu chưa ạ? Nếu mà hiểu thì hãy comment chữ H vào màn hình. Sau khi mà mọi người đã làm xong cái phần này rồi nhá, thì cái phần chiết này của tôi á, thì tôi sẽ không đánh cái phần phần chân ngực nữa, bởi vì sản phẩm này là cái sản phẩm mà được chuyển đổi chiết, nên là chính vì như vậy là cái chiết của tôi được kéo lên tận đỉnh ngực, tức là đấy là cái sự khác biệt. Tôi có thể chỉ ra như thế này ạ. Cái phần chiết này bình thường là sẽ được tụt xuống khoảng 1,5 để cho nó không bị nhọn ngực. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ thuật đó là xoay chuyển ly tâm. Nên chính vì như vậy thì chúng ta sẽ phải, để mà xoay chuyển được thì chúng ta sẽ kéo dài hai cái đỉnh này gặp nhau tại vị trí tâm ngực. Như vậy là cái sản phẩm của tôi đã được thay đổi cái đường như thế này. Và cái yếu tố thứ hai nữa là cái sản phẩm này chúng ta sẽ thấy là nhìn từ cái tay của cô gái này đang đưa lên này, thì khi mà chúng ta sẽ thấy được là cái gì? Để cái sản phẩm này nó đẹp hơn thì chúng ta có thể lấy xuống bên dưới khoảng một phân để cho cái sản phẩm nó dài hơn nhé anh chị. Tức là cái phần áo này được lấy dài thêm khoảng 1 đến 2 phân đó, để cho cái tỉ lệ nó đẹp hơn thưa anh chị. Đúng nhau. Tiếp theo này chúng ta sẽ thực hiện cái tay và cái cổ. Chúng ta sẽ comment là thực hiện tay. Thực hiện tay. Phần tay của chúng ta thì chúng ta sẽ kẻ dài cái này ra các anh chị nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn này. Chúng ta sẽ nhìn cái cạnh này này. Đúng là nó ăn vào cái phần sườn của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta có thể đánh cái phần này này. Tức là nối vào cái phần, tức là nối vào cái phần sườn của chúng ta. Và hoàn toàn chúng ta có thể khoét sâu xuống đó. Thì cái câu chuyện ở đây là cái tay và cái cổ thì nó sẽ theo cái công thức của mọi người, đúng không nhỉ? Đó, và tôi sẽ không đi sâu vào cái phần tay và cái phần cổ này, tôi chỉ tập trung vào cái phần đó là điểm nhấn của chúng ta đó. Chúng ta nhớ là cái phần góc này thì chúng ta sẽ phải đánh vuông cả nhà nhé. Tôi sẽ lấy hết cái chỗ này thôi. Và chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ gấp đôi lại để chúng ta sẽ kiểm tra.
Như vậy là tôi đã xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ mở rộng cổ. Chúng ta sẽ comment cái bước tiếp theo, đó là mở rộng cổ. Như vậy là tôi đã thực hiện xong cái phần tay và phần cổ, và bây giờ tôi sẽ cắt cái sản phẩm này nó ra các anh chị nhé. Tôi sẽ bỏ đi cái phần cổ này ạ, đúng nhỉ, và cái phần tay tôi sẽ đánh cong để chúng ta có thể tạo ôm. Chúng ta có thể đánh cong nhiều hay ít thì nó phụ thuộc vào cái dáng tay của mỗi người các anh chị nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng cắt này. Đó. Ở cái phần bên dưới này các anh chị nhé, thì chúng ta sẽ cắt dư ra khoảng 2, tức là 2 phân. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp xoay chuyển ly tâm. Đó là chúng ta sẽ đóng cái chiếc này ạ. Đây là cái điểm mà chúng ta sẽ cộng thêm 1 phân này. Đó, thì lúc này cái chân chiết của chúng ta sẽ dài xuống bên dưới này, thì chúng ta sẽ nối vào cái đỉnh này, cái đỉnh ở bên tay trái này. Đó, chúng ta sẽ tạo ra cái đường như vậy. Tôi sẽ vẽ đậm hơn bằng cái ok. Chúng ta nhớ nhá, là chúng ta nối từ cái đỉnh của bên tay trái xuống cái phần chân của cái chiết mà sau khi đã được cộng thêm phần dài áo này. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ không còn cái đường này nữa, ta sẽ gạch cái đường này đi. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng. Bây giờ chúng ta sẽ đóng cái chiếc này, đúng nhá, để chuyển nó về đây. Ta được gọi phương pháp này gọi là phương pháp chuyển ly. Như vậy là từ cái vị trí chiếc sườn ta sẽ chuyển nó xuống cái vị trí chiếc dọc. Và bây giờ chúng ta mở nhá, tôi sẽ cắt cái phần chiếc này, tức là phần thừa này bỏ đi. Đó. Bỏ đi. Và bây giờ tôi sẽ mở rộng cái chiếc này to thêm bằng cách là tôi chuyển, tức là chuyển từ cái chiếc này xuống đây. Bây giờ chúng ta, các anh chị cùng xem tôi hướng dẫn nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái phần băng keo, chúng ta sẽ dính lại. Đó. Và lúc này thì các anh chị nhớ là cắt bỏ cái phần này ạ. Không thì nó bị quên. Quên thì chúng ta sẽ dễ bị sai bài các anh chị nhé. Đó. Và tiếp theo này là cái tiếp theo là chúng ta đã có một cái đường mới này. Thì chúng ta sẽ mở cái đường mới này ra và chúng ta sẽ dịch chuyển cái chiếc dọc này sang đây. Đúng chưa? Chúng ta sẽ cắt một cạnh này. Đó. Và chúng ta sẽ cắt thêm cái cạnh này nữa. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển cái chiếc này xuống đây đã. Chúng ta làm cái đường này thì lúc này nó sẽ trơn, mà chúng ta nhớ này, khi mà chúng ta sẽ đánh dấu vào thì cái khoảng cách này nó đủ để chúng ta phải chui được cái tay vào anh chị nhé. Chúng ta phải cộng cả thân sau, chúng ta phải tính toán cho nó đủ. Đó. Sau đó thì chúng ta nhớ là chúng ta phải cắt cái này, tức là cái phần tâm chiết này đi, không thì nó bị thừa thông số. Cái mục đích mà tôi lấy xuống 2 phân ấy, thì tí nữa tôi sẽ giải thích cho anh chị tại sao tôi lấy thêm xuống 2 phân. Thì đây có kết quả ngay đây. Khi mà tôi đóng cái này vào này, đó thì cái đường này nó sẽ gãy. Và bây giờ tôi sẽ mở này. Bây giờ tôi sẽ dán nó vào này. Đó. Và lúc này nó đang gãy đúng không nhỉ? Đó. Nó đang bị gãy. Thì lúc này tôi sẽ
vẫn còn, tức là vẫn còn cái phần giấy để tôi có thể đặt cái thước này tôi làm trơn và tôi không phải dán bù. Thì đấy là cái mẹo thôi. Ai có thể làm theo hoặc là không làm theo thì chúng ta sẽ dán vào để cho nó tạo ra cái đường trơn. Như vậy tôi đã có một cái phần dập rất là nhanh rồi. Đó. Đến đây các anh chị đã hiểu bài chưa? Nếu mà hiểu rồi thì hãy comment chữ hiểu vào màn hình. Bây giờ quay trở lại để xem các anh chị nhận nói gì nhé. Nói gì về phần hướng dẫn của tôi? Đây là cái bài hôm trước cả nhà. Đây là những cái học viên trả bài. Đó. Thì những anh chị nào mà chưa truy cập vào câu lạc bộ học may vá online miễn phí, nhóm này thì có 51.000 thành viên. Thì chúng ta có thể tìm ở trên tức là Facebook và chúng ta có thể vào nhóm. Đó, vào nhóm câu lạc bộ học may vá online miễn phí. Và ở đây thì tôi ngay đầu trang này tôi đã dành tặng cho mọi người rất là nhiều những cái link để chúng ta học rất là nhiều những cái bài học từ cơ bản đến nâng cao. Đấy. Đúng nhờ. Và ở đây thì mọi người trả bài tôi rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là mọi người có hiểu bài không ạ. Nếu mà hiểu rồi thì hãy comment chữ H nhé. Tôi rất là mong nhận được những cái bài sau khi mọi người học tập cùng với tôi ấy, để sau đó thì mọi người sẽ trả bài để chúng ta sẽ nhận xét cho nhau và chúng ta sẽ cùng nhìn thấy những cái sản phẩm của nhau ạ. Chúng ta làm đến đây chúng ta đã hiểu chưa ạ? Chúng ta nhớ nhé là chúng ta sẽ phải còn gấp đôi vào nữa cơ. Để chúng ta kiểm tra nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra. Để chúng ta có thể chỉnh lại cái tay nữa anh chị nhé. Bởi vì lúc ấy cái tay của chúng ta đang làm là cái tay của chúng ta đang làm là cái phần mở đúng không nhỉ? Đó, chúng ta sẽ nhớ nhé, cái phần tay này nó sẽ là cong để nó ôm vào nhé. Thì nó ôm nhiều hay nó ôm ít thì chúng ta sẽ phải xem cả phần cửa tay là rộng bao nhiêu nữa. Được chưa nhỉ? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là mọi người đã hiểu chưa ạ? Nếu mà hiểu rồi thì hãy comment chữ H vào màn hình. Đó. Chúng ta vẫn phải đánh dấu được đâu là gầm lách nhé. Chúng ta sẽ phải đánh dấu ạ. Để sau này chúng ta may đến đấy thôi để chúng ta còn thả tay vào nó chui vào nữa. Được không nhỉ? Cái phần tay này thì hoàn toàn tự do nhé. Chúng ta có thể khoét. Chúng ta muốn muốn nó có gầm chẳng hạn thì chúng ta có thể khoét sâu vào bên trong này. Được không nhỉ? Đó. Thì cái này nó tùy vào cái mong muốn và cái sở thích của mỗi người thôi. Được không nhỉ? Muốn cái tay nó có gầm hoặc là muốn cái tay nó che đi cái phần ví dụ là tùy vào cái độ tuổi của khách hàng để mình có thể lựa chọn. Ví dụ như là cái phần nách của khách hàng của chúng ta nó hơi bị hăm một chút, đúng không nhỉ? Nó không được đẹp, không được thẩm mỹ thì chúng ta không nên khoét sâu, đúng không nhỉ? Thì đấy, đúng không nhỉ? Ví dụ như là cái phần của chúng ta có thể đánh cong thêm hoặc là chúng ta có thể cho dài ra, chúng ta đánh về đây nhá. Đấy nhá. Hoàn toàn chúng ta đánh cho dài ra. Thì cái phần tay ta không nói nữa, đúng không nhỉ? Còn nếu như mà cái phần tay này mà các anh chị còn chưa biết cắt thì mọi người có thể đăng ký cái khóa học là học máy và online của váy đầm trên sâu của Nguyễn Mạnh Cường. Thì mọi người quan tâm đến cái khóa học này thì mọi người comment số 7 vào màn hình. Thì kết thúc cái livestream này Nguyễn Mạnh Cường sẽ nhắn tin để trò chuyện với mọi người thêm. Đấy. Nếu như mọi người cũng chưa có cái form gốc chuẩn ấy. Đây là cái form gốc chuẩn này thì mọi người cũng có thể đăng ký cái khóa học có tên là cái khóa học nghệ thuật cắt may váy đầm trên sâu nhé. Đấy, thì Nguyễn Mạnh Cường dạy online thì mọi người có thể comment là số 7 của màn hình. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đã làm xong để cái phần này chưa nhỉ? Nếu mà xong rồi thì mọi người hãy comment chữ X vào màn hình được không ạ? Để Nguyễn Mạnh Cường triển khai tiếp cái bước tiếp theo. Chúng ta đã xong chưa ạ? Nếu mà xong rồi hãy comment chữ X vào màn hình. Cái phần này mọi người đã xong chưa nhỉ? Đó. Chúng ta sẽ phải kiểm tra cái độ đối xứng nữa nhé. Nhà, bởi vì hai cái tay nó đối xứng nhưng mà cái phần kết cấu bên dưới nó không đối xứng thôi. Cái cổ bản chất nó vẫn là đối xứng đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta phải sửa cho nó cân. Nếu mà xong rồi thì chúng ta comment chữ X vào màn hình. Đúng nhỉ? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ... Ok, chúng ta đã comment chữ X vào màn hình này.
Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần kiểu của sản phẩm này. Chúng ta sẽ thấy được đây là cái sản phẩm nó liền đúng không nhỉ? Đó. Như vậy là khi mà chúng ta chuyển đổi chiếc của chúng ta từ cái phần tức là từ cái phần chiếc dọc đúng không? Và cái chiếc sườn thì bây giờ chúng ta đã chuyển đổi nó réo về một bên rồi. Thì bây giờ chúng ta xem này, là cái sản phẩm của chúng ta bây giờ nó đã tập trung ở một bên rồi. Bây giờ chúng ta bóp phồng thì nó cũng có thể tạo ra khối thôi đúng không nhỉ? Còn bây giờ chúng ta đang có cái vấn đề là cái hiệu ứng cái dây này và cái cuộn này vào đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phải phân tích cả nhà nhá. Tiếp tục bài chúng ta lại phải phân tích tiếp này. Để mà làm được cái sản phẩm thời trang nó đẹp ấy thì chúng ta phải biết phân tích mẫu. Thì chúng ta sẽ xem là cái cục này này, đấy nó nằm ở đâu trên cơ thể đúng không nhỉ? Còn nếu như mà mọi người bảo làm vào sườn là sai nhá, bởi vì cơ thể của cái người á thì nó sẽ phải có một cái phần khuất, nó giống như cái bao diêm ấy. Nếu mà chúng ta đơn giản hình cho mình mượn cái điều khiển đấy. Cái cơ thể người của chúng ta này nó giống như là cái hình, ví dụ mình lấy ví dụ đây là cái cơ thể người nó được quy chuẩn ở hạng dạng gọi là hình học đơn giản nhé. Thì đây là cái mặt trước ấy, đúng không nhỉ? Cái mặt này ví dụ như là đây là mặt này, đây là phần ngực này, phần mông này, đại khái là nhìn trực diện này. Nhưng mà tuy nhiên này, nó còn có một cái cạnh gập vào đây. Đấy là đây cũng là một cái diện đúng không nhỉ? Sau đó thì ở giữa cái đường này này, đây này, tức là cái khe này này, đúng không? Thì với là được sườn cơ. Đó thì có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái sản phẩm thân trước nó như thế này đúng không nhỉ? Nhưng mà nó lại chiếm khoảng tức là 1/5 của cái rộng thân này thì nó được gọi là phần khuất sườn. Đấy, được bẻ vào này. Đấy, thì cái phần này này, đấy, trong cái hình phân tích về cấu trúc cơ thể thì mình phân tích đấy là phần khuất sườn. Thì bây giờ chúng ta sẽ căn cứ nhá. Thì khi mà chúng ta sẽ thấy cái góc ảnh này thì chúng ta sẽ thấy được là cái từ phần ngực này xuống bên dưới thì nó tạo ra cái phần ở đấy, tức là cái phần điểm nhấn thì nó sẽ nằm ở lửa trong của bên tay phải đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ sẵn có cái chiếc này rồi, bây giờ chúng ta sẽ gióng thì nó được rồi đúng không? Còn bây giờ nó cuột về đây thì nó là lửa trong vậy. Nếu mà đúng là lửa trong rồi này đúng không? Đây mà đây này, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ hình cái này nó cuộn vào đây thì là nó đã đạt chuẩn về mặt vị trí của cái điểm nhấn rồi nhá, đúng không nhỉ? Chúng ta làm thời trang mà chúng ta không biết phân tích cặn kẽ thì nó sẽ dễ bị hỏng đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Khi mà vị trí đã có rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp một cái yếu tố tiếp khác, tức là yếu tố tiếp theo đó là cái miếng này này ở đâu ra và nó khớp với thân sau như thế nào. Hoàn toàn là sản phẩm của chúng ta không có thân sau đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nhá. Mọi người nhìn thấy không nhỉ? Từ cái đường này này nó có một cái đường chéo lên. Đấy. Thế thì cái câu chuyện ấy là sau đây mình sẽ hướng dẫn tiếp theo này. Mọi người có muốn biết không ạ? Mọi người muốn biết cái vấn đề để tạo ra được cái hiệu ứng như vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào ạ? Nếu mà muốn biết hãy comment chữ M vào màn hình. Đó để biết là mọi người đang rất là muốn biết. Đấy. Thì mọi người ghi cái dữ liệu này vào nhá. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định được cái gầm nách của chúng ta. Đấy. Và cái tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một cái đường bổ. Chúng ta sẽ nhớ này, từ cái điểm chân chiết này này, mọi người lên là khoảng 4 phân. Cao chỗ này khoảng 4 phân, mọi người comment ạ. Từ cái đường gấu, tức là từ cái cạnh chiết của bên tay phải. Đó, thì từ gấu lên cái cạnh chiết bên tay phải khoảng 4 phân. Sau đó thì chúng ta sẽ kẻ vào gầm nách. Chúng ta tạo ra một cái đường chéo đúng nhỉ? Từ cái gấu áo này chúng ta lên trên khoảng 4 phân đúng nhỉ? Khoảng 4 phân cả nhà nhé. Rồi, sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu cái điểm này này. Chúng ta đánh dấu một cái dấu ngang. Sau đó thì chúng ta sẽ comment số 1 ở đây. Chúng ta khoanh nó lại.
Để làm sao ấy, để cho này chúng ta tách rời nó ra, nó không bị lẫn anh chị nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt này. Đó, cái miếng này sau chính là cái miếng này. Đó. Mọi người nhá, mọi người nhìn thấy không? Đó, mình có thể nhấc cái miếng này ra đặt nó vào đây nhỉ. Nhìn thấy bắt dáng khá là chuẩn. Bởi vì nó cùng. Đấy, bắt dáng khá là chuẩn. Đấy, thì cả nhà nhá. Đó, thì nó chính là cái miếng này, mình tách rời nó ra. Đó. Chỗ này là bắt đầu nó phức tạp rồi này cả nhà. Cả nhà làm theo cái sự hướng dẫn của Nguyễn Mạnh Cường nhá, không thì chúng ta sẽ bị nhầm này. Chúng ta sẽ cùng nhau comment này, là tức là từ cạnh chiếc bên phải, từ gấu nấy lên cạnh chiếc bên phải là 4 phân. Đấy. Cái số liệu này ở đâu ra thì nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ của đường chéo này. Và cái độ lệch nhau giữa góc vuông thì mình suy ra cái đường này là 4 phân nhá. Thì ở đâu ra thì là ở cái hình ảnh nó ra. Đó thì mình sẽ đưa ra cái chỉ tiêu cho mọi người là 4 phân, nên bốn cạnh 4 phân. Câu hỏi là số khác có được không thì mình trả lời là được. Được chưa? Mình thích thì mình lấy 4 phân rưỡi thì trả lời là được. Đó, miễn là làm sao ạ? Chúng ta tách nó ra rồi đừng có lắp như thế này là nó ok thôi. Được không cả nhà nhá? Đó. Thì như vậy là dọc của chúng ta đã có cái phần dấu rồi thì không bao giờ nhầm. Đấy. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi sao một cái dọc này trên một cái tờ giấy to hơn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sao cái tờ giấy này ra. Bước tiếp theo này chúng ta sẽ comment này, là sao cái dập lên một cái tờ giấy mới. Và chúng ta lưu ý một điều nhé, là chúng ta sẽ phải đánh dấu điểm giữa này để chúng ta lấy canh sợi. Đó, chúng ta ghi lưu ý là đánh dấu cái trục sản phẩm, tức là cái trục dọc của sản phẩm, tức là cái đường gấp đôi. Đó, chúng ta sẽ ghi bài là đánh dấu đường gấp đôi. Đó, như vậy là mình đã đánh dấu được cái đường gấp đôi ở đây rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kẻ cái đường gấp đôi này nhé, nó dài ra một chút. Đó. Sau khi mà chúng ta đã có cái đường này rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ, ở đây là cái thước này, thì chúng ta sẽ lấy cái giải dây này để sau này chúng ta xoắn hoa này, hoặc đây này, cái giải dây này, hoặc là nhìn nhé, nó rủ xuống bên dưới nhé, thì nó để mà nó đẹp ấy, thì mình hướng dẫn mọi người đây là phải là thiên, đúng không? Các anh chị thả tự do thôi. Để mà cái giải này nó có cái độ sóng sánh hoặc là nó bay ấy, để mà nó đẹp thôi thì nó phải là thiên vải. Đấy. Bởi vì nó đang là thiên rồi, đúng không nhỉ? Đấy. Hoặc là mình cầm cái tà này nên mình cuốn thể hình cái bông hoa ở eo này thì phải là thiên thì nó mới đẹp, đúng không nhỉ? Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người lấy cách lấy thiên nhé. Đầu tiên này ở trên thước này này nó có một cái thiên này, xác định thiên này, chúng ta sẽ đặt cái thước này vào cái vị trí trục dọc của sản phẩm. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chúng ta chia đôi cái khoảng cách này này. Đây mình gọi là điểm A nhé, đây là điểm B này, thì chia đôi cái AB này ra. Chia đôi ra để xác định tâm. Ở cái phong cách giảng dạy của mình ấy, thì mình không thích là án, đúng nhỉ? Mình luôn có số liệu cho học viên. Đó, nên là cái điểm AB này mình sẽ xác định là 5. Đó. Quan điểm của mình là chỉ những người mà không hiểu và không tự tin vào cái kiến thức của mình thì không thể xây dựng được một cái bài giảng nó có số liệu thôi. Còn chắc chắn là nếu mà chúng ta đi học thì chắc chắn là chúng ta phải thích nhất là có số liệu rồi, đúng không nhỉ? Sau đó chúng ta đặt ở đây. Sau đó thì cái đường thiên của chúng ta sẽ chạy. Thì đây sẽ là một cái trục.
Thì tại sao mình lại lấy AB và để chia đôi để tạo ra một cái trục? Bởi vì cái trục thì nó lại nằm cân ở vị trí chiết, đúng không nhỉ? Ở giữa hai cái chiết này, và sau này nó sẽ là tâm. Đây không phải là tâm nhá, bởi vì chiết nó đang dài ngắn khác nhau mà, đúng không nhỉ? Tâm phải là hai cạnh này. Sau đó thì chúng ta nối dài ra thì AB đây, AB chia đôi thì được xác định được tâm. Sau đó thì chúng ta sẽ, đây là cái đường trục dọc của cánh sợi rồi, đúng không, cả lớp. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo dài ra thì được tâm. Đó, chúng ta sẽ đặt như thế này. Đó thì chúng ta sẽ xác định được 45 độ. Đấy. Sau đó thì chúng ta kẻ ra. Đó, thì đây chính là cái tâm cả nhà nhé. Và để chúng ta kéo ra. Đó. Mọi người thấy có dễ hiểu bài không nhỉ? Nếu mà dễ hiểu thì hãy comment chữ R vào màn hình. R. Mọi người sẽ comment đi ạ, là cái trục, tức là xác định trục, tức là cái xác định cái trục này phải là thiên vải. À, chúng ta sẽ comment xuống bên dưới là xác định, tức là xác định giải dây phải là thiên 45 độ. Tức là giải dây mọi người ghi là thiên 45 độ. Cả nhà ghi nhá, là cái giải dây phải thiên 45 độ. Đây, cái giải dây này này, thiên 45 độ. Kể cả mọi người có thả nó tự nhiên nhá, là khi mà nó bay đi á, thì nó cũng rất là mềm. Thì này, và nó đang ở vị trí, tức là rất là thuận lợi để ta làm thiên, tại sao ta không làm thiên? Đó. Để tránh tình trạng là chúng ta sẽ xác định cái điểm này bừa nhá. Đúng nhỉ? Thì nó sẽ ra một cái vấn đề, đó là sau này nó sẽ là ra một cái dược phải dọc hoặc là dược phải ngang, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta cái gì mà chúng ta làm tốt được thì chúng ta nên làm. Đó. Đúng nhỉ? Tiếp theo nhá, là chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái dài của cái váy này này, thì chúng ta lấy ngắn lên, thì chúng ta để xác định được cái dài dây này này, thì chúng ta phải xác định được cái tổng thể của hai cái váy này là bao nhiêu. Giả sử đến đây là nó là 90 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ trừ đi 10 phân, thì nó sẽ trừ đi 10 phân thì nó còn 80 thì chúng ta sẽ trừ đi cái phần trên của cái váy này thì nó sẽ ra cái dài dây này, đúng nhỉ? Hoặc là nếu như mà mọi người học ở trong cái khóa học mà nghệ thuật cắt may váy đầm chuyên sâu cùng với Mạnh Cường rồi, thì mọi người có một cái bước tính gì nhỉ? Mọi người có thể chia, có thể những người học trò cùng với Mạnh Cường đâu, mọi người có thể chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài một chút. Chúng ta sẽ áp dụng kiến thức gì để xác định cái dải dây này? Nếu như mà chúng ta không không phải là cái phương án ngoại trừ, thì chúng ta có thể áp dụng cái kiến thức gì nhỉ? Trong cái trường hợp này, đúng không nhỉ? Biết vị trí eo này, biết vị trí kết thúc này, thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp gì của Nguyễn Mạnh Cường nhỉ? Nào, ai có thể comment nhanh nhất cho thầy được không? Đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Còn những người mà có, tức là chưa thông qua cái khóa học nghệ thuật cắt may váy đầm chuyên sâu, thì sẽ có một cái cách thứ hai, đó là cái cách ngoại trừ. Ngoại trừ có nghĩa là mình sẽ phải lại phải hơi thủ công một chút, mình phải cộng tổng của chiều dài của cái cả váy nền áo này, đúng không nhỉ? Cả váy nền áo này thì giả sử là 90 chẳng hạn như thế, thì chúng ta sẽ trừ đi khoảng 10 phân, sau đó thì chúng ta sẽ đo giật lên, hoặc là ít nhất thì chúng ta cũng tại sao lại bảo Nguyễn Mạnh Cường lại khuyên mọi người là nên cộng cả cái váy, bởi vì khi đấy thì cái vị trí mặc, đúng không nhỉ? Cái vị trí mặc của cái chân váy này thôi thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ của sản phẩm, đúng nhá. Nên là tốt nhất là mọi người nên cộng cả hai sản phẩm vào. Còn nếu không thì ít nhất là từ eo xuống đây thì mọi người cũng phải xác định được cái chiều dài của cái váy đen này, cái chân váy này, thì sau đó thì trừ đi khoảng 10 phân thì nó sẽ ra cái dải dây này. Đó. Còn những người học trò của Nguyễn Mạnh Cường đã có câu trả lời chưa? Bây giờ Nguyễn Mạnh Cường sẽ vào xem là mọi người sẽ áp dụng cái kiến thức gì. Đó, có rất là nhiều những người học trò của Nguyễn Mạnh Cường đã comment, đó là Anatomy, chính xác. Anatomy sẽ giải quyết cái vấn đề này, giải quyết được cái vấn đề về dây dợ này, đúng không nhỉ? Đó, Anatomy sinh ra để giải quyết vấn đề đấy đó cả nhà. Có nhiều những cái sản phẩm thời trang mà chúng ta sẽ gặp được, và nó rất là lung tung, và chúng ta sẽ không có một cái thước đo nào, thì chúng ta có thể sử dụng Anatomy để chúng ta có thể tính toán một cách linh hoạt, khá là linh hoạt. Ok, rất là tuyệt vời, cảm ơn những người học trò yêu quý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xác định cái dây nhá. Cái dây thì ở đây thì Nguyễn Mạnh Cường sẽ cho con số thôi, cho con số của Nguyễn Mạnh Cường, bởi vì Nguyễn Mạnh Cường cũng cái này thì nó không liên quan đến mặt mặc như thế nào, nó chỉ là một cái trang trí thôi cả nhà, đúng không nhỉ? Đây này, nó chỉ là một cái trang trí, tức là trang trí ở bên ngoài thôi. Dài ngắn
là tùy mọi người được nhỉ? Đúng nhỉ? Và Nguyễn Mạnh Cường sẽ cho một cái số liệu, bởi vì Nguyễn Mạnh Cường sẽ xác định cái chân váy này đến đây nó sẽ là 90. Đó. Thì Nguyễn Mạnh Cường sẽ lấy số liệu như sau. Thứ nhất là Nguyễn Mạnh Cường sẽ lấy cái chiều dài, đó, cái chiều dài của cái dây là khoảng 60 đi. Đó. 60. Thì chúng ta sẽ đo từ cái điểm này nhá, đo từ cái điểm này này. Đó, chúng ta sẽ đo từ điểm này ra là 60 phân. Đó. 60 phân này. Chúng ta sẽ đo trên tâm là 60 này. Đó, 60. Nhưng mà tuy nhiên nhá, là chúng ta sẽ phải nhìn mẫu này. Đó, nó có độ chéo. Tại sao lại biết nó có độ chéo? Bởi vì nó so với cái gấu này. Đấy, chúng ta sẽ thấy không? Đấy, khi mà chúng ta làm nghề chúng ta thấy nó có vi diệu không nhỉ? Nó phải để ý đến rất là chi tiết. Đấy, khi mà bạn để ý chi tiết được, sau đó thì bạn mới đưa ra được một cái hành động nó phù hợp, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ thấy là cái phần này nó bó lại, nó chẳng bao giờ nhấc được cái này lên nhiều như thế này cả, đúng không nhỉ? Lúc nào nó cũng đều. Đây chỉ có thể là người ta cắt chéo nó đi thôi. Thế thì so với cái gì là ta biết là chéo đi, bởi vì đâu đây đâu có gạch đâu nhỉ? Đâu, đúng không nhỉ? Chúng ta không nhìn được liền, thì ta so ngay với cái chân váy này thì ta thấy là cái độ chéo. Vậy đúng không nhỉ? Vậy cái phần chéo này nó đang ở bên nào? Thì chúng ta sẽ nhìn ở cái phần bụng này này, đúng không nhỉ? Nó giống như cái màn đấy. Khi mà cái màn nó sẽ có một cái cửa, đúng không nhỉ? Thì khi mà ngày nhỏ ấy, Nguyễn Mạnh Cường có cái màn, bây giờ thì chúng ta sử dụng cái màn chui nhiều rồi, nhưng ngày 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 nhỏ Nguyễn Mạnh Cường, mẹ mẹ Nguyễn mẹ Nguyễn Mạnh Cường là hay mắc cái màn ấy, thì sẽ có cái móc đấy, sẽ vén nó lên, nó giống như cái rèm ấy đó. Thì bây giờ đây là cái khuy mà chúng ta sẽ cài vào đó, đúng không nhỉ? Thì có nghĩa là chúng ta sẽ sóng nhá, à chúng ta sẽ thấy được ở bên này, tức là bên cái vạt này nó sẽ chéo lên, đúng không cả nhà? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xác định cái độ chéo đấy nhá. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái điểm vuông. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái điểm vuông ở cái khu vực bên này. Đó, với một cái nền tảng là 60, thì chúng ta sẽ lấy nhá, là để tạo ra được cái độ chéo thì chúng ta sẽ lấy sâu xuống là 5 phân và giảm xuống 5 phân trên một cái trục này. Đây là cái trục, giả sử như là trục tung và trục hoành ấy, đúng nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy xuống. Đó, 60 là điểm trung tâm, đúng không nhỉ? Nhưng mà bây giờ chúng ta để tạo ra cái vạt chéo thì Nguyễn Mạnh Cường cứ xác định là 10 phân. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy là cái cạnh này là 65, cái cạnh này là 55, đấy, ví dụ thế. Và cái câu chuyện là bây giờ chúng ta sẽ phải biết được hai điểm này là bao nhiêu. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy khoảng 35 đến 40. Tức là cái phần phần rộng của ta là lấy là 40 đi ạ. Đấy, 40 đi. Đấy, 40 nhá. Đúng nhá. Rộng là khoảng 40. Cái con số này hoàn toàn có thể điều chỉnh được nhá. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy vuông góc đây này. Đấy. Vuông góc này là 5 này. Và lấy vuông góc xuống này là 5 này. Đấy. Sau đó thì ta nối lại với nhau. Đó. Thì tạo ra được cái đường chéo. Nó sẽ cũng chạy qua trục luôn. Nó sẽ chạy ra trục cực chuẩn luôn. Sau đó thì ta nối về đây. Thì mọi người lưu ý này, cái Nguyễn Mạnh Cường sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách chúng ta sẽ dựng nhá. Chúng ta sẽ nối AB này vào nhau này. Đấy nhỉ? Nối AB này vào nhau. Sau đó thì từ cái điểm A này chúng ta sẽ vào khoảng 1 phân. Nối vào, sau đó thì ta nối vào cái điểm mà ta đã xác định được đây. Tức là từ điểm A lấy vào 1 phân, sau đó thì chúng ta chia ba cái đường này ra, sau đó thì chúng ta đặt thước và nối vào điểm ngoài. Đấy, đối với học trò của Nguyễn Mạnh Cường thì giống như cái phần mà chúng ta sẽ xây dựng cái phong góc ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái đường rất trơn và đẹp. Đó. Đó. Làm lại nhá. Là từ điểm A này lấy vào là 1 này, 1 phân luôn. Hoặc là năm đấy, 5 ly cũng được. Đúng nhá. Đấy, nối vào bên trong này. Sau đó thì cái điểm này chia 3. Nếu mà nó dài quá, nếu mà cái đường này dài quá thì chia 4, đúng không nhỉ? Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt vào đây và vẽ thì nó sẽ rất là hợp lý, rất là đẹp. Đúng nhá. Đó.
Còn cái bên này nhá, thì chúng ta cũng lấy vào là một, từ điểm B chúng ta lấy vào là một và nối vào đường, nối vào đây. Chúng ta gióng, gióng sang. Sau đó thì chúng ta sẽ làm trơn ở điểm này nè. Thì nó sẽ không tức là nó sẽ chúng ta sẽ tạo ra cái dấu bấm ở đây. Thì sau này nhé, nếu như mà chúng ta nối trực tiếp vào cái điểm B này này, thì sau này cái góc này của chúng ta sẽ bị đẩy ra ngoài, thì chúng ta sẽ bị sai cái thông số chắc ở đây. Có hiểu bài không nhỉ? Mọi người có hiểu bài không? Đó. Thì đấy là cái bí kíp để xây dựng cái cách làm việc. Đó, cái cách làm việc của chúng ta sẽ là như vậy. Mọi người có hiểu không? Đây nhá. Cái góc như thế này nhá. Đấy. Thì nếu như mà mọi người nối ngay vào cái điểm này, ví dụ một nối ngay vào cái điểm này, thì sau này chúng ta phải tạo ra cái độ cua ấy. Đây. Đấy. Ví dụ đây là cái điểm, giả sử đây là điểm B, thì sau này mọi người làm trơn cái góc này thì mọi người lại phải có một cái thao tác như thế này. Đấy. Thì đây là chính là cái điểm sai số này. Đây là sai số. Đấy, đây là sai số. Đấy, đây là điểm sai số, và nó sẽ tạo ra một cái hiện tượng, đó là khi mà chúng ta chắp vào thì nó sẽ không khớp. Và tất nhiên là trên một cái sản phẩm, có thể là chúng ta phải quản trị được cái kiến thức của chúng ta làm sao mà ít cái sai số nhất có thể, thì cái sản phẩm nó lét, nó vào nó rất là zin với nhau. Nhưng mà mỗi một chỗ mà nó lại bị sai đi một tí ấy, thì khi mà nó giống như ông thợ mộc ấy, đúng không nhỉ, để mà ráp được cái giường nó không bị ọt ẹt ấy, thì tất cả các chi tiết người ta phải gia công một cách rất là chính xác. Thì khi mà người ta mang đến cái căn phòng của mình, sau đó thì người ta đâu, người ta mang cả cái giường đến đâu cả nhà. Người ta phải mang từng cái chi tiết một. Đấy. Sau đó thì người ta ráp vào. Người ta ráp vào chi tiết như thế này. Đúng không nhỉ? Nhưng mà một cái chi tiết nào nó bị vênh thì nó sẽ không vào được gen. Và khi mà cái chi tiết đấy không vào được gen rồi thì nó dẫn đến sai ở các vị trí khác. Thì làm cho cái giường nó rất là ọt ẹt. Đấy. Rất là khó chịu khi mà chúng ta có những cái hành động mạnh thì cái sự ọt ẹt này nó lại càng kêu to, đúng không nhỉ? Thế thì cái nghề của chúng ta cũng sẽ là như vậy, đúng không nhỉ? Chúng ta quản trị được cái nhỏ nhất, đúng không nhỉ? Chúng ta bảo ui thầy ơi, có một ni này thầy cần gì vậy, thầy phải hà khắc như vậy, đúng không nhỉ? Nhưng mà một ni đấy thì nó đi một dặm đấy, nó các bạn thì tưởng tượng em là mỗi một chị tổ chố mà các bạn sai một ni thì có nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều những cái ly khác, và như vậy là tất cả chi tiết nó không ráp được với nhau rồi. Thì nó, cái nghề của chúng ta nó giống như cái anh thợ mộc ấy, đúng không nhỉ? Bởi vì nó là ngành kỹ thuật đấy. Thì bây giờ nếu mà như thế nhá thì nó không chuẩn nữa đấy. Nên cái việc mà chúng ta sẽ lấy vào một phần, sau đó thì chúng ta cua đấy, nó sẽ khác hơn đấy, nó sẽ khác hơn là chúng ta sẽ nối cái góc như thế này, sau đó thì sau này khi mà chúng ta ráp chi tiết vào nó sẽ bị đẩy. Đấy, mọi người nhìn đây nhá, cái chi tiết điểm bấm của mình này, đấy, sau này nó không bị đẩy. Còn nếu nhá, nếu mà mình mà ráp mà không, tức là không biết cách xây dựng cái phương pháp, tức là phương pháp dựng ấy, thì sau này á, mọi người chắc cái mà mình cắt đi như này, đấy, kiểu gì nó cũng sẽ bị đẩy ra thì nó lại thừa đằng này, kiểu gì mọi người này kéo mọi người lại cắt đi, 100% là như vậy. Thế thì cái việc mà mình cứ cắt thừa đâu mình cắt đấy á, nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen. Tất nhiên là nếu mà cái sản phẩm của mọi người làm bằng cái hàng nó mang tính chất là cái thu nhập thấp ấy, tức là cái công may thấp, khách hàng thấp, gọi là tạm gọi là hàng chợ đi, đúng không? Tạm gọi là hàng chợ, hàng mấy chục nghìn một cái sản phẩm, thì có nghĩa là người ta chi ra một cái khoản tiền thấp, thì cái trình độ của người sử dụng đấy, cái sản phẩm đấy thì người ta có cái trình độ nhận biết về thời trang, tức là thấp và không biết thế nào là xấu, thế nào là không là đẹp, phong dáng người ta cũng không biết đó, nên là người ta không có cái yêu cầu cao. Nhưng mà những cái người mà người ta sành về thời trang thì người ta sẽ nhận ra ngay khi người ta xỏ cái sản phẩm vào, người ta biết là người ta cầm cái chất liệu nên người ta đã biết rồi, đúng không nhỉ? Đó, nên là chúng ta từ những cái sai nhỏ này thì chúng ta suy ra cái sai lớn. Bởi vì khi mà chúng ta sai nhỏ này, chúng ta ráp cái chi tiết này vào thì kiểu gì nó cũng sẽ trồi ra cái nách, sau đó thì ta sửa đi như thế thì nó sẽ bị hỏng nhá. Đối với những cái công ty mà Nguyễn Mạnh Cường làm ấy, nó còn không cho công nhân sử dụng kéo to đâu. Đấy, cùng lắm là chỉ có cái kéo cắt chỉ, đấy là may lắm rồi. Đấy, còn chứ không được phép sử dụng kéo to. Bây giờ sẽ quay trở lại xem mọi người nói gì về bài giảng nhé.
À, chúng ta đến đây là chúng ta đã hiểu bài chưa? Đến đây chúng ta đã hiểu bài chưa? Đúng nhỉ? À, chúng ta sẽ cùng comment lại cái con số vào. Chúng ta cùng comment lại cái con số đi ạ. Là chúng ta sẽ có dài, rất là dài là 60. À, chúng ta sẽ comment là 60 này. Là chiều dài 60 này. Đúng nhỉ? Chiều dài được tính từ cái phần 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 chân chiết này nhá. Được nhỉ? Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ kẻ một cái trục. Đấy. Chúng ta sẽ kẻ một cái trục vuông. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy là tức là lấy là chiều rộng tà là 40. À, chúng ta sẽ comment 60 này, 40 này. Sau đó thì chúng ta lấy vuông góc này là 5. Và lấy vuông góc xuống là 5. Sau đó ta nối chéo vào được độ rộng của tà. Sau đó thì ta mỗi bên ta vào 1 phân nhé. Sau đó thì ta nối vào. Chúng ta sẽ comment đi ạ. Đúng không? Chúng ta sẽ comment cái số liệu và để mai chúng ta xem lại chúng ta nhớ. Mai có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ vào câu lạc bộ chúng ta đọc lại cái comment này chúng ta nhớ được cái số liệu, không thì không phải nghe lại live stream. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt nó ra. À, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế nốt cái này nhé. Đây, cái này là cả nhà sau này sẽ ráp vào và cái phần này nó sẽ là cái cuộn vào cả nhà. À, chúng ta sẽ comment xuống bên dưới là làm phần sườn phải của váy. Chúng ta sẽ comment xuống bên dưới là phần tức là sườn phải của váy. Bây giờ cái phần sườn phải của váy nhá thì chúng ta sẽ thấy này, đây đó, sau này chúng ta sẽ vướng ráp nó vào đây này thì nó sẽ phải thừa ra một cái để chúng ta cuộn cái tà này vào, thì chúng ta phải nhận diện được là tùy vào cái chất liệu đấy để chúng ta tạo ra cái độ cuộn. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ để nó lên đây nhá, chúng ta sẽ dán cái đầu này vào, đúng không, phần sườn của váy. Bây giờ chúng ta sẽ dựng vuông góc này. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ lấy từ cái đường này này ra thì chúng ta sẽ nhìn vào cái cục này và sẽ căn cứ vào cái chất liệu thật nữa cơ. Đấy nhá. Đây chúng ta sẽ căn cứ vào cái độ dày của cái này. Chúng ta sẽ nhận định là cái cục này nó rộng bao nhiêu. Đó. Giả sử đối với cái bài thực tế này thì mình căn cứ nó rộng khoảng 2 phân, tức là từ cái điểm bên trái qua điểm bên phải giữa cái cục này này, mình sẽ chụp lại và mình sẽ đánh dấu cho mọi người xem nhé. Đây cái cục này. Đấy. Cái độ dày của cái cục này. Cái độ dày của cái cục này này thì nó lại phụ thuộc vào cái độ dày mỏng của chất liệu, đúng nhỉ? Đối với trường hợp này thì mình cho nó là 2 phân. 2 phân thì phải nhân đôi thành 4 bởi vì nó còn cái cuộn vào bên dưới nữa. Thì như vậy là đối với cái điểm này thì mình sẽ lấy từ 4 đến 5 phân nhé. Đó. Và cái độ dày, đúng nhỉ? Độ dày của cái này thì mình cũng đánh giá nó khoảng 2 phân. Nhưng mà tuy nhiên tại sao mình lấy là 4 bởi vì nó còn cái ly ở đây nữa. Đây, tức là cái độ dày ấy. Đó, mình đánh giá nó khoảng là hơn 2 phân, nhưng mà tuy nhiên là tạo ra cái hiệu ứng ly này nữa nên là mình cộng nó là 4. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng cắt nó ra. Đúng nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng cắt nó ra nhá. Cùng cắt cái này và cắt cả cái này. Bây giờ chúng ta sẽ comment là cắt thân trước và cắt phần sườn.
Chúng ta có thể đặt ra cho Nguyễn Mạnh Cường những cái câu hỏi ấy, để Nguyễn Mạnh Cường cũng có thể trả lời mọi người nhé. Sau đó thì mọi người sẽ vò nhau cái này nhé, mình sẽ lật cái mặt bên này đi. Mọi người có muốn Nguyễn Mạnh Cường dán nó lên không nhỉ? Nếu mà muốn dán nó lên canh thì mọi người comment chữ M. Đó. Mọi người có muốn dán nó lên canh không? Đấy nhá. Với Mạnh Cường sẽ hướng dẫn qua cho mọi người về cái cách may. Đây. Tức là để cho mọi người hiểu nhá, thì có nghĩa là cái này sẽ được vò nhàu. Đó. Đúng không nhỉ? Đây là cái tờ giấy nó đang là đấy, tờ giấy đang là cái phần phẳng đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng nó lại. Dùng nó lại thì nó sẽ lên khối đúng không? Đây. Đấy, dùng nó lại thì nó sẽ phồng lên, nó cái phần này nó sẽ là phần ngực này. Đấy. Thì bây giờ cái phần này nó đang bị vát đi, đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ dán nó vào đây nhá. Đây. Cái phần số 1 này, số 1 chúng ta cùng dát vào phần số 1 này. Đấy, và sau này nó sẽ đúng. Thì nó sẽ bằng lại và cái này nó sẽ gập vào. Đó, nó sẽ là thành cái sản phẩm. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dán lại nhá. Đó. Đây. Bây giờ nếu mà may nhá thì chúng ta sẽ may cái phần này ráp vào đây trước. Đó. May phần này ráp vào đây. Cái miếng này thì chúng ta sẽ may chặn đúng không nhỉ? Mọi người có muốn Nguyễn Mạnh Cường dán nó lên canh không ạ? Đó, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là xếp cái này nhé. Xếp cái này theo cái form của chúng ta. Đây. Sau đó thì chúng ta gập nó vào đây. Đó. Và để cho nó giống mẫu tuyệt đối nhá, thì bây giờ chúng ta lại phải xếp cái ly nó vào được cơ. Xếp cái ly vào. Đó, xếp cái ly vào. Cái ly nhỏ thôi. À, sau đó thì chúng ta sẽ gập nó vào đây. À. Sau đó thì chúng ta sẽ may chặn ở đây. Đó nhỉ. Đó. Thì nó sẽ tạo ra cái phần thì nó sẽ tạo ra một cái phần gì nhỉ? Nó sẽ tạo ra một cái phần 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 lệch. Đó, và đây nó có một cái ly. Ở đâu nhỉ? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đây, chúng ta có thể lật ngược ra. Mình cứ có thể. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem mọi người đang nói gì nhé. Ở cái này dùng chất liệu lụa cả nhà nhé, lụa là đẹp. Ok. Như vậy là mọi người đã hiểu chưa ạ? Nếu mà hiểu rồi thì hãy comment chữ H vào màn hình.
Chất liệu thì chúng ta sẽ sử dụng chất liệu lụa nhé. Bây giờ thầy Nguyễn Mạnh Cường sẽ dán lên và chuyển máy sang bên kia. Đây là cái khu vực mà làm việc của Nguyễn Mạnh Cường. Đó. Đây là khu vực làm việc của Nguyễn Mạnh Cường và đã sản xuất những rất là nhiều những cái bài giảng để phục vụ những cái khóa học online. Cái bài giảng ngày hôm nay thì mọi người thấy thế nào ạ? Cái phần hướng dẫn của Nguyễn Mạnh Cường có đủ chi tiết không ạ? Có giúp cho mọi người dễ hình dung ra cái kiểu không? Và mọi người nhớ nhé là Nguyễn Mạnh Cường qua những cái thông điệp ấy, qua những cái buổi hướng dẫn như thế này thì không chỉ mong muốn là sẽ giúp cho mọi người làm được một cái sản phẩm đâu, mà còn hướng dẫn cho mọi người cái quy trình làm việc. Đấy. Cái quy trình làm việc làm sao để mà nó chính xác, để mà nó không ít sửa. Chứ cái nghề may của mình ấy là cái nghề may mà làm dâu trong họ là phải sửa rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên ấy, mình phải có một cái phong cách làm việc để làm sao để quản trị được những cái rủi ro. Cái rủi ro ở đây là chính là sửa đấy. Khi mà chúng ta ít phải sửa nhất thì chúng ta có cái thu nhập cao nhất. Đó, cả nhà nhá, ít phải sửa nhất thì thu nhập phải cao nhất. Và tí nữa sẽ nói sâu về cái ý này, đúng nhỉ? Nó một cái ý nó hơi vĩ mô một tí, hơi trừu tượng một tí, nhưng mà nó là sự thật, nó ảnh hưởng đến cái thu nhập của mọi người. Và bây giờ là sẽ là cái sản phẩm của buổi tối ngày hôm nay. Đó. Đây cả nhà nhìn rõ không? Đó. Xa xa một chút nhá. Cả nhà nhìn có rõ không ạ? Cái tà này nhá, cái tà này này thì đầu tiên là chúng ta sẽ xem là giống sản phẩm không? Chưa. Đây. Đấy, cả nhà nhìn chưa? Giữ như này. Che cái mặt của mình đi. Đấy. Cả nhà thấy có giống không ạ? Cả nhà có thấy giống không? Rồi, ok. Đó. Bây giờ nhá, bây giờ mình có thể có một cái ý tưởng khác. Đó là cái phần dài này nhá. Mình cắt nhỏ cái phần bên dưới đi. Sau đó thì mình sẽ dùng cái miếng này. Mình sẽ xoắn. Tức là sẽ xoắn nó thành một cái bông hoa. Mọi người thấy có được không? Tức là cái sản phẩm như thế này nhá. Nhưng mà mình sẽ test nó thành một cái bông hoa 3D. Thì mọi người thấy có được không ạ? Cả nhà thấy có được không? Đúng không nhỉ? Mình sẽ test thành một cái bông hoa 3D. Thì mọi người có ok, thấy ok không nhỉ? Tức là thay vì cái giải như thế này đúng không? Thay vì cái giải như thế này thì mình sẽ dùng cái giải này để mình test thành một cái sản phẩm 3D. Thì đấy là cái ý tưởng của mình. Nói chung là trong cái thời gian ngắn thì mình cũng thể hiện cái sản phẩm nó như vậy, đúng không nhỉ? Và tất nhiên là sẽ không chỉnh chu nắn nót được bằng mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà tuy nhiên là mình đã hướng dẫn mọi người bằng một cái gì đó mang tính chất là chi tiết. Tất nhiên là nó sẽ không thể nào mà một đầy đủ 100% được, nhưng mà tuy nhiên là mình cũng đang thể hiện một cái gì đấy mang tính chất là có thể nói là để mọi người có thể làm được, đúng không nhá? Nhưng mà tuy nhiên là vào trong cái khóa học sâu bên trong của mình ấy, thì chắc chắn một điều là nó sẽ còn có rất là nhiều những cái điều thú vị hơn nữa, đúng không nhá? Những anh chị nào mà quan tâm đến cái khóa học về online của thầy Nguyễn Mạnh Cường thì mọi người hãy comment số 7 vào màn hình để Nguyễn Mạnh Cường có thể tư vấn. Nói chung là những người mà mới biết về Nguyễn Mạnh Cường thì không nên hỏi về khóa học, đúng không nhá? Chúng ta chỉ khi nào chúng ta biết về giá trị thì chúng ta mới đi học thôi. Còn nếu mà chúng ta chưa biết nhiều, tức là mới chỉ coi clip của Nguyễn Mạnh Cường 1-2 lần thì chúng ta chưa nên hỏi. Đấy, được chưa? Giống mẫu rất đẹp, rất giống, ok.